Rồi tiếp theo là các thao tác với tệp văn bản, à, với Word. Ta vừa thực hiện một cái bài tập về bản với Windows xong. Xử lý văn bản cơ bản này. Một là các thao tác với tệp văn bản. Mục tiêu là làm quen và nắm vững giao diện của Winword, đặc biệt là thanh công cụ, cửa sổ, bản bản Word hoặc là Winword nhé. Winword bây giờ thì hầu như là chẳng dùng, chẳng ai dùng nữa. À, hầu như Microsoft ít cho kiểm chứ Word thì tăng game nhé. Có nội dung văn bản này, các thao tác lưu trữ đóng MMM, nhập nội dung cho một văn bản mới. Bài tập tiên là mở chương trình Office Word và nhận biết thành phần trong cửa sổ chương trình. Để mở chương trình Word thì các em sẽ bấm vào nút Start này, chọn Word thôi. Còn nếu các em không tìm thấy thì các em cũng có thể cần tìm chương trình ở đây, các em có Word. Ta như vậy. Chúng ta soạn thảo một văn bản Microsoft Office và lưu văn bản thành bài 1A trong ổ đĩa E trên sinh viên bài tập Word. Thì để đơn giản hóa các cái thao tác thì các em làm như sau này. Cái cách này là cách mà sai lầm nhất nhá. Thì các em vào ổ E trước cho thầy này. Sau đó các em chọn New Folder này, các em tạo một cái thư mục. Và yêu cầu là gì? E này, sau đó tên sinh viên và bài tập Word. Cái này thì các em viết chính tên của mình ra nhé. Mình viết chính tên của mình ra. Ví dụ thầy viết tên thầy vào đây. E này, tên sinh viên này. Sau này các em đặt tên là sử dụng các thao tác chọn khối định dạng kiểu ký tự là Times New Roman và nội dung văn bản và sau đó đóng văn bản bài 1A và dùng soạn thảo xấu. Rồi, thầy hướng dẫn các em từ đầu này. Khi tạo ra thư mục xong thì các em làm như sau này. Các em click chuột phải vào trong cái thư mục bài tập Word này nhá. Chuột phải các em chọn New này. Ta vào phần thêm một bài tập Word này. Em chú ý là thầy sẽ hướng dẫn các em từ đầu với thao tác nhé. Em kích chuột phải chọn New này, chọn tài liệu Word nhé. Microsoft Word Document này, nếu như phần Anh, tiếng Việt là sẽ là tài liệu Word. Và các em bấm vào đây là bài tập bài 1A. À, như là yêu cầu đề bài.
đó các em mở ra này. Khi mở ra thì các em sẽ làm một số cái thao tác cài đặt ban đầu nhé. Đầu tiên các em vào phần tệp này. Sau đó các em chọn option. Phần chung này. Thì các em đặt tên. Tên các em nhé. Cái tên mình vào ấy. Phần tên tắt này các em ghi mã sinh viên nhé. CD. Nhớ các cái yêu cầu này nhá. Thì sau này mà bạn nào ấy mà làm bài tập mà chúng ta thầy kiểm tra mà không có tên trong này thì thầy sẽ không chấm điểm đâu. Phần soát lỗi thì các em sẽ bỏ hết tất cả các cái soát lỗi này đi nhá, tại vì thực ra thì bỏ hết tất cả dấu tích ở phần soát lỗi này thì là cái Word này nó chỉ kiểm tra lỗi văn bản tiếng Anh thôi, tiếng Việt thì khó lắm. View này thì không cần. Này các em có thể thay đổi vị trí phục hồi. Các em chọn vào cái thư mục mà ta vừa. Ký tệp cục bộ mặc định. Em cũng để thay đổi vào thư mục mà chúng văn bản nháp của máy chủ. Em cũng có thể copy cái hướng dẫn của thư mục mà chúng ta vừa tạo. Đây. Không cho nữa. Không nữa. Không cho. Này là mặc định của nó thôi. Ngôn ngữ thì các em có thể thay đổi ngôn ngữ theo ý muốn của mình. Với tiếng Việt thì các em có thể dễ dùng thì tiếng Việt là ngôn ngữ của chúng ta rồi. Còn tiếng Anh ấy thì lại là dễ học hơn nhá, tại vì hầu như tất cả các cái nội dung hướng dẫn ở trên mạng thì hầu như là nó hướng dẫn với cái phiên bản Word tiếng Anh các em nhé. Học hơn là tiếng Việt. Còn tiếng Việt thì tiện chúng ta mày mò không thân thiện hơn. Đăng này là dành cho số các cái phản hồi có âm thanh giống như là chúng ta hỗ trợ chúng ta trong việc nghe nhìn đấy rõ. Một số cái thông báo các em thấy gói phần mà chữ màu trắng hiện ra lại mở rộng tất cả các đầu đề kiểu của tài liệu thì đây cũng chính là trong cái phần chữa năng này đấy. Cao này, không nâng cao này chúng ta sẽ điều chỉnh một số phần vấn đề này. Chúng ta sử dụng đơn vị đo, chúng ta chọn đây là cm nhé. Nhớ chỗ này nhé. Rồi, sao ok này. Tiếp theo trong phần font thì cuốn chữ các em kích vào đây trong tab home này, nếu mà không nhìn thấy trên phần tab home này các em lại kích đúp vào đây, sau đó các em kích vào phần là cuốn chữ này, các em chỗ này các em có time này, cuốn kiểu home là thường kích cỡ 13.
Ta bấm vào là đặt làm mặc định này. Chọn tất cả. Ok. Tiếp theo này. Theo phần đoạn văn. Rồi giãn vòng thì các em để là 1,5 nhé. Đặt là mặc định này. Tất cả. Ok này. Bây giờ các em click vào tab bố trí này. Kích cỡ giấy. Các em chọn là A4 này. Lề. Các em bấm vào lịch tùy chỉnh. Trên chúng ta đặt là 2. Dưới là 2. Trái 2 và phải là 2. Em click vào đặt là mặc định nhé. Các bạn xem, các em đặt vào nhưng mà cái thước rồi hiển thị thước lên này. Kiểm tra lại các cái thông số này, đầu tiên là lề bên dưới trái phải là 2. Bốn chữ là time measurement. Tạo 1,5.